Chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của mình, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ ra cho anh em một video để hướng dẫn anh em quy đổi ra cái đồng token ở trong cái tựa game Idle Luka. Và trước khi vào đến nội dung chính của video ngày hôm nay, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Và trước tiên anh em cần chuẩn bị những cái app nào để anh em có thể quy đổi được những cái tài nguyên ở trong cái tựa game Idle Luka ra những cái đồng token, và từ những cái đồng token đó anh em có thể rút tiền về. Ok, đầu tiên là khâu chuẩn bị, anh em cần chuẩn bị cho mình hai cái app nữa. Cái app đầu tiên đó là Gate. Đây là cái sàn giao dịch mà anh em có thể quy đổi, anh em mua bán những cái token ở trên này. Và đây cũng chính là cái sàn để anh em có thể rút tiền mặt về nhé. Cái app thứ hai đó là cái app C2X Staten. Đây là cái ví của C2X. Và trong cái ví này nó sẽ có những cái chức năng để anh em có thể quy đổi cái tài nguyên ở trong cái tựa game Idle Luka ra những cái đồng token. Và từ cái đồng token đó anh em chuyển lên sàn Gate để anh em bán. Đó là cái sơ đồ cơ bản về cái việc anh em rút tiền và cụ thể như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Anh em lưu ý giúp mình là toàn bộ những cái app nào liên quan đến cái việc rút tiền ở trong game, mình sẽ để link tải ở dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em tải về nhé. Sau khi anh em đã tải xong hai cái app rồi, đó là app Gate và app C2X Staten, thì anh em bắt đầu tạo tài khoản cho từng app nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em tạo ví C2X này. Anh em nào đã có ví C2X rồi thì có thể tua nhanh cái đoạn này nha. Anh em nào chưa có thì xem mình hướng dẫn nha. Đầu tiên để tạo được một cái địa chỉ ví, anh em truy cập giúp mình vào C2X Staten này. Ở đây nó sẽ có mục New Wallet, anh em bấm vào nhé. Mục Wallet Name, anh em đặt tên cho ví này. Ở mục Password, anh em đặt password để đăng nhập vào ví nhé. Sau khi anh em điền đầy đủ những cái thông tin ở đây, và anh em lưu ý giúp mình là cái phần password này là cái password để anh em đăng nhập vào ví, nên anh em cần phải nhớ nha. Em cần phải nhớ những cái password ở đây anh em đã đặt. Sau đó anh em bấm vào Next. Ở đây nó sẽ hiện lên những cái cụm từ bảo mật để cho anh em truy cập được vào trong cái ví này. Vì đây là cái ví mình tạo để hướng dẫn anh em thôi, nên là cái việc bảo mật nó không quan trọng đâu. Và cách tạo ví C2X nó cũng giống như cách tạo ví MetaMask. Nó sẽ hiện ra cho anh em những cái cụm từ bảo mật. Cái việc lưu những cái cụm từ bảo mật nhằm mục đích là để anh em khôi phục lại ví khi mà anh em xóa app hoặc là anh em mất điện thoại nhé. Tiếp theo anh em bấm vào cái mục xanh này. Nó sẽ hỏi anh em những cái từ bảo mật. Ví dụ ở đây là từ số 8 ở trong cái dãy từ vừa nãy. Anh em chọn giúp mình cái từ số 8 ở trong cái dãy từ mà anh em vừa copy nhé. Sau khi anh em đã điền xong những cái cụm từ bảo mật ở đây thì em bấm vào Confirm. Như vậy là chúng ta đã tạo thành công được một cái ví C2X ở trong cái tựa game ngày hôm nay. Sau khi anh em tạo ví xong ấy thì em thoát bỏ ra đi. Và sau khi anh em tạo xong cái ví C2X Staten thì em bắt đầu truy cập vào Gate để tạo cho mình một cái tài khoản sàn Gate. Thì bởi vì những lý do sau đây mà mình không thể nào hướng dẫn anh em tạo tài khoản Gate được. Lý do thứ nhất đó là sàn Gate nó không cho mình quay màn hình, nên là mình không thể nào mà đưa lên video cho anh em được, bởi vì nó cấm mình quay màn hình mà. Cái lý do thứ hai đó là đa số người xem trên kênh của mình là những anh em còn rất là trẻ tuổi, không đủ điều kiện để KYC, tức nghĩa là chưa đủ 18 tuổi ấy. Nên là mình sẽ có một cái cách khác để cho anh em bán được đồng token. Tức nghĩa là gì? Anh em có hai cách. Cách thứ nhất là anh em bán trên sàn Gate. Cách thứ hai là anh em bán cho mình. Mình sẽ thu mua cái đồng token CTX của anh em, trực tiếp thu mua nhé. Với giá trị quy đổi là từ 5 đô trở lên thì có thể bán cho mình. Cái min mua của mình cũng rất nhỏ so với sàn Gate. Và tất nhiên mình sẽ thu mua với cái giá thấp hơn sàn Gate một chút. Với cái giá thấp hơn nhưng mà vẫn chấp nhận được. Bởi vì sao? Bởi vì là trong thời gian mình thu mua của anh em thì mình phải dự trữ những cái đồng đó ở trong ví, để cho đến khi đủ cái min bán thì mình mới bán được. Và trong cái thời gian mình dự trữ đó thì giá của đồng CTX nó có thể lên hoặc có thể xuống. Trong trường hợp nó xuống thì mình sẽ là người lỗ. Và trong làm ăn thì không ai muốn mình lỗ cả, nên là anh em thông cảm giúp mình nha. Cái giá mình mua sẽ thấp hơn so với sàn Gate một chút, và tất nhiên là vẫn trong cái giá có thể chấp nhận được. Nếu như anh em muốn bán cho mình thì có thể liên hệ với mình qua hai cách, đó là trang fanpage và qua cái nhóm Telegram của mình. Link nhóm thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em tham gia. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em kết nối cái ví C2X Staten với cả cái tựa game Idle Luka nhé. Anh em truy cập giúp mình vào C2X Staten này. Ở trong cái ví C2X này nó sẽ có cái phần convert, anh em bấm vào. Ở đây anh em sẽ nhìn thấy cái biểu tượng Idle Luka này, anh em bấm vào giúp mình. Tiếp theo anh em cần xác thực danh tính bằng số điện thoại. Anh em chọn giúp mình ở trên là +84 nhé. Sau đó anh em điền giúp mình cái số điện thoại của anh em vào đây. Tiếp theo anh em bấm vào OK. Nó sẽ gửi cho anh em một cái mã code về trong cái số điện thoại của anh em, và anh em điền vào đây nhé. Sau khi anh em đã xác minh xong cái số điện thoại ở trong cái phần vừa nãy, nó sẽ hiện lên cho anh em một cái giao diện như thế này, như anh em đang thấy trên màn hình.
Ở đây nó sẽ có những cái phần đăng nhập như sau: đăng nhập bằng tài khoản 2. Nếu như anh em sử dụng tài khoản 2 thì em bấm vào đây để đăng nhập. Và tiếp theo là đăng nhập bằng Google hoặc là đăng nhập bằng Apple. Thì để làm được cái phần này, em cần lưu ý giúp mình. Đó là cho dù anh em đăng nhập bằng bất kỳ tài khoản nào ở đây cũng được, nhưng với một điều kiện duy nhất thôi, cái tài khoản anh em đăng nhập phải trùng với cả cái tài khoản ở trong cái tựa game iDeLuca. Ví dụ nhá, ví dụ nếu như anh em đăng nhập bằng cái tựa game iDeLuca bằng cái email là abcd@gmail.com thì anh em đăng nhập vào cái chỗ vừa nãy cũng là bằng email abcd@gmail.com. Nếu như em đã hiểu tất cả những gì mình nói vừa nãy rồi, bởi vì cái điều đó là điều rất là quan trọng nên là mình sẽ nhấn mạnh cho anh em, và mình cũng xin nhắc lại, đó là để hoàn thiện được cái phần này, em cần biết được là mình đăng nhập vào game bằng cái tài khoản nào. Nếu như anh em sử dụng tài khoản Google để đăng nhập thì em phải nhớ rằng là tài khoản đó anh em sử dụng là tài khoản có tên là gì. Ví dụ mình đăng nhập vào tài khoản game iDeLuca bằng tài khoản Google có tên là abcd@gmail.com thì ở cái phần xác thực này mình cũng sẽ phải đăng nhập bằng cái tài khoản Google abcd@gmail.com để cho nó đồng bộ với cái tựa game nhé. Sau khi anh em đã chọn được cái tài khoản Google, nó sẽ vẫn hiện ra cho anh em một cái trình xác thực danh tính, anh em cũng sẽ phải điền lại nhé. Nếu như nó hiện ra cho anh em một cái thông báo đỏ như thế này thì em x bỏ đi. Đó, cái phần xác thực thứ hai ấy, thường thường nó sẽ bị lỗi như vậy. Em x bỏ đi giúp mình. Sau khi anh em x bỏ cái phần KYC vừa nãy rồi ấy, thì ở đây anh em vào giúp mình lại phần convert để kiểm tra được rằng anh em đã kết nối thành công ví với cả tài khoản game iDeLuca hay chưa. Anh em truy cập giúp mình lại vào cái phần convert. Thì ở đây cái phần iDeLuca nó sẽ hiện lên cho anh em cái ID của game này. Anh em bấm vào. Sau khi bấm vào cái mục iDeLuca ấy, nó sẽ hiện lên cho anh em một cái giao diện như anh em đang thấy trên màn hình nhé. Anh em bấm giúp mình vào cái ô thứ ba, nó sẽ hiện lên cái tên tài khoản iDeLuca của anh em. Anh em chọn đúng thì em chọn này, chọn vào, sau đó anh em bấm Next. Thì tên tài khoản của iDeLuca của mình hiện tại đó là new, đó thấy chưa? Đây là tên tài khoản của mình nhé. Và nó được đồng bộ với cả cái ví CHX, tức nghĩa là anh em đã thành công trong cái việc kết nối ví ở trong cái tựa game này. Và sau khi anh em đã kết nối thành công cái ví CHX với cả cái tài khoản trong game thì anh em bắt đầu tiến hành rút tiền. Đầu tiên thì mình xin phép là ôn lại một chút cho anh em một chút kiến thức về cái việc kiếm được những cái tài nguyên có thể quy đổi ra đồng token trong game. Để kiếm được tài nguyên có thể quy đổi ra đồng token trong game thì em phải xem lại giúp mình cái biểu đồ này nhé. Đây chính là cái biểu đồ rút tiền ở trong cái tựa game này. Và thứ mà em kiếm được nhiều nhất ở thời điểm hiện tại đó là cái tài nguyên donut. Thì cái tài nguyên donut này em nhận được ở đâu? Em truy cập lại vào game giúp mình. Ở cái phần nhiệm vụ, đây cái phần này nha, anh em bấm vào. Ở đây thì nó sẽ có hai nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ hàng tuần. Và mỗi một cái dương cuối cùng của mỗi nhiệm vụ nó sẽ có cái tài nguyên donut cho anh em. Ví dụ hôm nay mình đã làm xong cái nhiệm vụ hàng ngày rồi này. Ở cái dương cuối cùng này, đó bây giờ mình sẽ mở ra nha, mở ra. Nó sẽ cho mình 170 donut đối với cái dương hàng ngày và 700 donut với cái dương hàng tuần. Đó, mỗi tuần anh em chỉ có một dương 700 thôi nha. Và sau khi anh em nhận được cái donut rồi thì anh em mới bắt đầu có thể quy đổi ra đồng token trong game. Và có nhiều anh em hỏi mình là làm thế nào để làm hết được cái nhiệm vụ hàng ngày để nhận về được cái dương donut. Ở đây nó sẽ có cái mục goal này, anh em chỉ cần bấm vào thôi, nó sẽ hướng anh em đến cái chỗ để cho anh em làm nhiệm vụ. Và việc của anh em là chơi được những cái map ở đây. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đúng không nào? Đấy là cái mẹo để anh em chơi để làm nhiệm vụ nha. Và sau khi anh em nhận được cái donut rồi thì em bắt đầu quay trở lại giúp mình cái ví CHX đó. Ở đây anh em vào giúp mình cái mục convert này. Trong cái mục convert thì nó sẽ có cái mục iDeLuca, anh em truy cập lại vào. Nó sẽ hiện lên cho anh em một cái giao diện như thế này. Anh em bấm vào, chọn cái tên nhân vật của anh em này, Next này. Anh em chuyển giúp mình sang cái mục game token nhé. Và anh em chọn cái mũi tên này để cho cái donut nó lên trên và cái tổng token ILT nó xuống dưới. Ở trong cái mục quy đổi này thì lại có hai cái lưu ý cho anh em. Cái lưu ý thứ nhất đó là anh em chỉ có thể quy đổi tối đa 200 tài nguyên donut trong một ngày. Ok, và nó sẽ làm mới lại cái quy trình này sau mỗi 8 giờ sáng nha. Và cái lưu ý thứ hai đó là em cần cái đồng UST. Đây, cái đồng USTC để làm phí giao dịch. Thì cái đồng này anh em lấy được ở đâu? Thứ nhất là anh có thể mua ở trên sàn Binance với một số lượng lớn. Cái cách thứ hai đơn giản và tiết kiệm cho anh em hơn đó là anh em mua lại của mình. Mình sẽ bán cho anh em lẻ từng đồng một. Ví dụ anh em mua 1 đồng mình cũng bán nha. Và giá bán của mình là 1.500 đồng trên 1 đồng USTC. Mình sẽ bán giá cao hơn ở trên sàn, nhưng đổi lại
anh em chỉ cần mua một đồng mình cũng sẽ bán cho anh em. Và nếu như em cần hỏi mua từ mình, anh em có thể liên hệ với mình qua hai cách, đó là trang fanpage, link trang fanpage mình sẽ để dưới phần mô tả. Cách thứ hai là qua Telegram của mình, link Telegram mình cũng sẽ để dưới phần mô tả để cho em tiện, em nhắn tin cho mình và hỏi mua nhé. Mình sẽ nhận thanh toán qua Momo hoặc là chuyển khoản ngân hàng, tùy anh em nha. Sau khi anh em đã đáp ứng đủ tất cả những điều kiện trên, đó là gì? Anh em có những cái đồng USDC để làm phí giao dịch. Anh em truy cập lại giúp mình vào cái mục Convert, anh em bấm vào Luka và tiến hành quy đổi ra cái đồng token trong game thôi. Anh em chuyển giúp mình cái đô nút lên trên này và nhập số lượng tối đa, mình sẽ nhập tối đa của một ngày là 200. Sau đó nó sẽ tính cho anh em này, 200 đô nút thì sẽ quy đổi ra được 18 cái đồng token trong game. Anh em bấm Next này. Sau đó anh em nhập mật khẩu của ví CX vào. Như vậy là mình đã quy đổi thành công 200 đô nút ra 18 cái đồng ILT. Bây giờ anh em bấm vào OK. Đó, sau khi anh em đã quy đổi thành công ra đồng token trong game rồi thì em bắt đầu ra màn hình chính giúp mình. Anh em vào giúp mình cái mục Wallet nha. Ở trong cái mục Wallet này nó sẽ có cái phần Add Token, anh em bấm vào. Anh em chọn giúp mình cái đồng ILT. Đó, nó sẽ hiện lên cái đồng ILT này. Em chọn vào giúp mình, chọn này. Và số dư cái đồng ILT của anh em nó sẽ hiện ra ở đây. Anh em bấm vào cái đồng ILT. Nó sẽ có cái phần Swap này. Và lưu ý giúp mình, ở trong phần Swap này nó sẽ phải cần cái đồng USDC để làm phí giao dịch nha. Nên là anh em cần chuẩn bị sẵn cho mình. Anh em chọn số lượng muốn Swap, anh em chọn đồng Swap là đồng CTX. Chọn số lượng này. Vậy thì 18 cái đồng ILT sẽ quy đổi ra được 0.3 cái đồng CTX. Anh em bấm vào Next. Đó, anh em bấm vào Confirm. Nhập mật khẩu của ví này. Như vậy là mình đã swap thành công 18 cái đồng ILT ra 0.3 cái đồng CTX. Ok. Vậy thì cái đồng CTX này hiện tại có giá là hơn 1 đô nha. Mình tính tròn là 1 đô. Và mỗi ngày anh em sẽ nhận được 170 cái đô nút. Và sau khi anh em quy đổi ra được cái đồng CTX rồi thì em bắt đầu bán thì bán như thế nào? Thì ở đây lại có hai cách bán cho anh em. Cách đầu tiên là em bán cho mình. Mình sẽ thu mua cho anh em một cái min nhỏ thôi là 5 đô. Mình sẽ bắt đầu thu mua của anh em với giá trị quy đổi là 5 đô thì mình sẽ mua. Cái cách thứ hai nó cũng khá đơn giản nhưng mà cái min bán của nó sẽ cao hơn là của mình. Anh em chuyển lên giúp mình cái sàn gate nha. Anh em vào sàn gate này. Anh em chọn giúp mình cái phần ví. Cái sàn gate này thì nó khá là đơ anh em ạ. Nên là nếu như em có giải pháp khác thì có thể chọn sàn khác nhé. Bởi vì mình thấy cái sàn này khá là cùi bắp và đơ quá. Đó, thấy không? Mình bị out ra bao nhiêu lần này. Không biết là máy em có như vậy không nhưng mà máy mình nó hay bị đơ như này. Đó, anh em vào giúp mình cái phần ví nha. Ở đây nó sẽ có phần nạp. Anh em bấm vào. Anh em chọn giúp mình cái đồng CTX nha. CTX này. Đó, nó hiện ra biểu tượng như thế này. Anh em bấm vào. Vì là cái phần nạp tiền đối với cái đồng CTX ở trên sàn gate nó đang tạm bảo trì. Nên là mình nghĩ anh em chỉ còn cái cách đầu tiên là anh em bán cho mình. Đó thì mình sẽ thu mua trực tiếp cho anh em. Và anh em nào mà còn những thắc mắc liên quan đến cái việc quy đổi và cái việc rút tiền ở trong cái dự án game ngày hôm nay thì em có thể liên hệ mình qua hai cách. Đó là trang fanpage, link trang fanpage thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em nhắn tin. Cách thứ hai đó là anh em vào cái nhóm Telegram của mình. Link nhóm thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để cho em tham gia thì mình sẽ hỗ trợ anh em. Video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một tựa game Play to Earn cực kỳ hay và hấp dẫn. Nên anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào.